Hi, Thắng Lê xin chào các bạn. Trong bài học này, Thắng Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách để mình điều chỉnh một cái khung tranh CNC đúng kích thước mình cần như thế nào nha. Mà các bạn theo dõi nè. Thì đây là đây trước màn hình của các bạn là bốn cái bức tranh. À, đây là người ta vẽ bằng cái phần mềm Corel rồi xuất ra cái file DSF mình mở lên AutoCAD, hoặc là cái file này các bạn có thể vẽ trực tiếp trên AutoCAD cũng được. Thì sau khi mình vẽ trên AutoCAD thì đây là cái kích thước mà ngang là 420, cao là 1525. Tuy nhiên, giả sử cái bức tranh này nó phù hợp với một cái không gian khác, không gian của mình á, trong tay các bạn đang có bốn bức tranh này, nhưng mà các bạn cần điều chỉnh nó lại. Bạn tưởng tượng đây là những cái vách ngăn hay là cái cửa cổng, cũng cách làm cũng tương tự. Ở đây mình lấy bốn cái bức tranh là ví dụ. Bây giờ mình ví dụ là cái kích thước mình mong muốn không phải là 1525 mà chỉ có 1300 thôi, do cái không gian của mình nó nhỏ hơn không gian của người ta. Mình cần cái chiều cao này đúng là 1300, và cái chiều ngang này nè, cái chiều ngang này mình cần 400 thôi, tức mình giảm đi 20 ly. À, giả sử mình giảm bớt đi 100 đi, mình giảm chiều này mình giảm đi 100, mình còn lại là 320 thôi. Còn chiều này các bạn giảm đi còn đúng 1300, thì làm sao để mình đưa cái khung ảnh này nè, cái khung tranh này nè về đúng kích thước đó. Rồi sau đó mình đưa lên cái máy CNC Plasma, nó sẽ cắt ra được cái bức tranh này. Rồi mà các bạn theo dõi mình làm từng bước một nha. Đầu tiên mình giải quyết cái bước đầu tiên này, bước đầu tiên bước này nè. Thì bốn bước này cách làm như nhau, mình làm một bước, những cái bước ba bước còn lại cách làm như nhau nha. Bây giờ mong muốn của mình là chiều cao đúng bằng 1300. Rồi mình mô ra bên ngoài nè nha. Mô nó xe ra bên ngoài nè, đó. Lệnh mô đây nè các bạn. Cách thực hiện lệnh mô của các bạn cứ vào trong kênh của thằng Lê, bên dưới cái video này á, nó có cái mục mô tả, bên trong đó mình có để cái đường link, các bạn vào đó các bạn sẽ thấy được cái đường link, bạn click vào sẽ vào thẳng kênh thằng Lê luôn. Và thì bạn thấy rất là nhiều video mình đã chia sẻ về cái lệnh, các cái công cụ CAD rồi, bạn vào đó bạn xem đầy đủ luôn đó. Rồi cái bức tranh này bây giờ hiện tại cái chiều ngang nó đang 420 nè, đang 420, mình đo cho các bạn xem nè, 420 nha. D là y để đo cái thước, D L y nha, biểu tượng thằng này nè. Chọn lấy chỗ trái điểm thứ nhất, điểm thứ hai mình đo ra thôi, không có gì khó khăn hết á. Rồi cái chiều cao nè, mình đo luôn cái chiều cao của bức tranh này, bốn bức này giống nhau, cái thứ giống nhau, nó bằng 5 5 5 luôn. Rồi bây giờ á, đầu tiên nè, làm sao để mình đưa cái kích thước chiều cao này về đúng bằng 1300 và cái cạnh này đúng bằng 300. Mình thấy là cái chiều đứng thì giảm đi 225, cái chiều ngang này nè giảm đi đúng bằng 100. Rồi cách làm như sau nha. Bây giờ các bạn dùng cái lệnh scale, đầu tiên các bạn dùng là scale á, là scale thông thường trong AutoCAD này, lệnh này nè, phím tắt là SC, phím tắt là SC nha. Rồi bạn bôi chọn đó, bạn lấy cái cạnh dài bạn làm chuẩn, lưu ý lấy cạnh dài làm chuẩn trước. Thì ở đây cạnh dài ở đây là 11 năm 2 năm, bạn bôi chọn hết toàn bộ cái hình này nha, cái chụp ảnh cái nút chọn, điểm đặt bạn chọn tại đây. Bây giờ có phải là các bạn mong muốn là con số 1525 này nè nó thành 1300 hay không? Đúng rồi, 1525 thành 1300. Các bạn làm như sao nè, các bạn nhập 1300 là cái con số mục tiêu, là cái kích thước mà các bạn mong muốn đạt được đó. Nó đang 1525, các bạn mong muốn nó đạt, nó giảm về còn 1300, các bạn nhập 1300 xẹt chia đó cho 1525 là chia cho cái kích thước hiện tại của cái cạnh đó, hiện tại đó nó là 1525. Các bạn ok cái là nó sẽ biến cái cạnh 1525 thành 1300 ngay, enter là các bạn thấy thành 1300. Tuy nhiên cái cạnh này nè, hiện tại nó đang là 360 mà mong muốn của mình là chỉ có 300 thôi, mong muốn của mình có 300 thôi. Lúc này các bạn không thể nào mà tiếp tục dùng là scale này được. Đây là scale vừa rồi, nếu các bạn dùng là scale vừa rồi cái cạnh này đúng thì cạnh này lại sai. Giả sử bạn kéo cạnh này về đúng bằng 300 thì cái cạnh này nó lại sai, nó không còn là 1300 nữa. Tại vì cái lệnh scale này đó, ở trong kênh Thận Lê có làm một cái video rất kỹ chỉ về cái lệnh scale này rồi. Các bạn cứ vào bên dưới cái mục mô tả video này, click vào cái đường link sẽ vào thẳng cái kênh luôn. Thì các bạn sẽ thấy có một cái video hướng dẫn là chi tiết là scale rất là hay luôn. Các bạn vào bạn xem cái lệnh này rất hay. Rồi thì bây giờ mình không có dùng là scale này giải quyết được nữa, tại vì nếu mà bạn keo nó đúng kích thước này thì kích thước cao lại sai. Cho nên đầu tiên mình dùng là scale này để mình giải quyết kích thước dài nhất trên hình này thôi. Rồi cái kích thước còn lại bây giờ làm sao để các bạn biến kích thước 360 này nè nó thành 300. Nếu mà bên trong này nó không có những cái hoa văn,
nó chỉ là cái khung hình chữ nhật thôi, thì đơn giản bằng dùng là stress ở đây là xong rồi nè. Là stress mình cũng có làm một cái video rất kỹ luôn trong kênh, các bạn cứ vào xem. Mấy cái lệnh này rất là căn bản và đặc biệt là mình chỉ rất kỹ, gần như là không có một cái quyển sách nào mà hướng dẫn mà mình có thể khẳng định là không có một cái tài liệu nào có thể kỹ hơn mình chỉ cho các bạn nữa. Mấy cái lệnh này nè, các bạn cứ vào xem. Rồi ở đây á, cái kích thước, cái chiều cao này nè, các bạn thấy nè, đã đúng rồi. Chiều ngang này đang là 360, mong muốn mình đưa nó về 300. Lúc này bắt đầu các bạn phải dùng thêm một cái lệnh, đó là scale một chiều. Scale một chiều là gì? Trong kênh Thận Lê cũng làm hẳn hoi một video hướng dẫn cho các bạn scale một chiều. Thì mặc định trong AutoCAD nó không có scale một chiều, mà bắt buộc các bạn phải cài cái autolip vào. Clip này Thận Lê có chia sẻ trên cái trang này nè các bạn. Các bạn cứ vào trong cái trang đây, các bạn cứ vào cái trang thanlê.blogspot.com, các bạn sẽ tìm đến là clip á, bạn tải clip keo một chiều, clip ở chỗ này nè, clip, bạn tải cái clip autolip keo một chiều về ha. Rồi cái cách làm như thế nào, các bạn vui lòng vào trong cái kênh của Thận Lê, các bạn xem mình có một cái video hẳn hoi. Các bạn search trong, bạn vào kênh bạn search cái tên của video là hướng dẫn scale một chiều trong AutoCAD thì sẽ ra cái video đó, các bạn sẽ tìm. Bạn vào trong cái kênh sẽ có cái mục search ở trên cái góc trên bên trái, bên phải, bạn gõ cái tên là scale một chiều thì sẽ ra cái video đó, các bạn xem. Rồi mình không có mất thời gian nói nữa cái video đó nữa, tại mình chỉ rất kỹ rồi. Cho nên đây mình làm nhanh thôi, mình làm nhanh lại. Thì trong cái máy này hiện tại mình chưa có cài scale một chiều, nó chưa có, nhưng mình đã có lệnh scale một chiều. Thì các bạn làm như sau, mình gõ vào lệnh AP. Đầu tiên các bạn tải cái file keo một chiều mình có để trên cái trang vừa rồi mình vừa chỉ đó, các bạn tải về, sau đó bạn nhập AB Enter. Rồi sau đó mình tiếp tục mình click vào đây nè. Mình tìm đến cái vị trí mình lưu cái file đó, thì ở đây mình Thận Lê tải về, Thận Lê lưu cái file keo một chiều ở đây trong mẫu D. Load, load, load lại xong rồi. Phím tắt của nó là SC1 Sài Gòn á, SC1 nha. SC1. Rồi các bạn nhập vào SC1 Enter. Thế yêu cầu các bạn chọn đối tượng cần scale, đối tượng cần scale là cái bức tranh này nè. Cái chuột phải cái nút chọn. Nó yêu cầu các bạn là chọn điểm gốc. Điểm gốc là lấy điểm này. Sau đó nó hỏi bạn là scale theo X, Y, Z scale. Nó hỏi bạn là scale theo trục nào. Thì lúc này các bạn thấy cái kích thước 360 là theo trục nào các bạn? 360 là theo phương ngang. Trục phương ngang là ở đây là trục X, mà thấy trục X không? À đó, thì các bạn cứ gõ vào X Enter và click vào X luôn cũng được. Bạn lập gõ X Enter, gõ X Enter nha. Tiếp theo nó yêu cầu các bạn là cho biết cái hệ số scale. Hệ số scale ở đây á, các bạn nhập là kích thước mới chia kích thước cũ, kích thước mới của các bạn là nhiều 300. Là kích thước mục tiêu đó. Xẹt kích thước hiện hữu của nó, hiện hữu ở đây là 360. Rồi các bạn cứ gõ Enter là nó sẽ ra thôi. Giờ các bạn gõ Enter. Xong các bạn xem tuyệt vời chưa nào, cái cạnh này bây giờ nó còn có 300 thôi, và cạnh này nó đúng 1003, nó không thay đổi gì cả. Như vậy mình vừa chỉnh xong cái bức tranh này về đúng kích thước mà muốn, từ một kích thước chuẩn nào đó, được chưa các bạn? Đó, chứ không phải các bạn ngồi các bạn vẽ lại đâu. Thì áp dụng tương tự cho những cái vách ngăn, cho cửa, vách ngăn CNC, hoặc là cửa cổng, lan can, cầu thang, cách làm cũng tương tự. Tức là trong trường hợp các bạn có sẵn cái mẫu rồi, nhưng cái mẫu nó không có đúng kích thước các bạn mong muốn, các bạn cần phải đưa nó về đúng kích thước các bạn mong muốn, thì các bạn cứ xem cho kỹ cái video này rồi bạn áp dụng vào trong cái tình huống cụ thể của các bạn để giải quyết được vấn đề ngay. Rồi bây giờ mình giải quyết cái bức tranh thứ hai, thì mình làm nhanh thôi, cách làm tương tự mình làm nhanh thôi. SC Enter, chọn bức tranh thứ hai, tại bốn bức tranh là giống nhau mà, em đặt chọn tại đây. Rồi cái đầu tiên mình nhập vào là 1300 là kích thước và mục tiêu nè, xẹt 1525 Enter, rồi nó về 1003 rồi. Sau đó dùng SC1 Enter, chọn đối tượng, cái chuột phải cái nút chọn. Cái hình này mình làm nhanh thôi nha các bạn, cái hình đầu mình làm chậm rồi, cái này làm nhanh thôi cho nó xong. Keo theo trục nào thì trả lời là X, mà nhập vào 300 xẹt 360 Enter. Rồi thì cái bức tranh này nó về đúng cái thước 360, đúng bằng 300 cho mình luôn rồi. Tiếp theo SC Enter, tiếp tục các bạn scale bức tranh này. Này,
Các bạn có thể làm cùng đồng thời hai bước luôn cũng được nữa, làm đồng thời luôn cả hai luôn cũng được nha. Cứ phải kết thúc chọn rồi điểm đặt tại đây. Rồi các bạn nhập vào hệ số scale ở đây là 15, xin lỗi 1003 xẹp 1525 enter. Rồi bây giờ các bạn scale theo cái phương nằm ngang SC1 enter. Bạn bôi chọn nó. Bạn có thể làm một khóa 1 3 bước luôn nha. Cứ phải kết thúc chọn điểm đặt tại đây. Rồi sau đó bạn nhập cho yêu cầu hỏi bằng keo theo theo phần nào đó là ít enter. Sau đó bạn nhập cái hệ số scale này vào bao nhiêu đây các bạn, bạn nhập vào vào bao nhiêu, 300 là kích thước mục tiêu, chia 360 là kích thước hiện hữu của nó, enter thì nó về đúng kích thước 300. Rồi bây giờ mình đã vừa rồi là thằng Lê đã chỉ cho các bạn đưa bốn bức tranh này từ cái kích thước là ngang 420 cao 1525 về ngang 300 cao đúng 1300. Đó, cái cách làm nó như vậy. Thì các bạn cứ xem kỹ cái video này cho các bạn xem làm cho những cái tình huống cụ thể của các bạn. Monitor. Rồi các bạn ship lại thôi. Cái này làm ship lại chứ thực ra rút cắt thì bạn cắt rồi, nhưng mà mình ship lại. Từ đây ra giả sử 50 đi, TK enter. Đây ra 50. Rồi, mình ship bức tranh này vô đó lại. Khoảng cách 50, M enter, điểm đặt tại đây. TK enter, TK là gì? Mời các bạn vào kênh của thằng Lê, bạn xem cái video số 3. Mình chỉ rất kỹ cái phần TK này. Hay lắm. Nó sử dụng xuyên suốt luôn á. 50, enter, enter cái nữa, xong. Các bạn ship cái hình, cái bức tranh cuối cùng vào nè. Chứ phải kết thúc chọn điểm đặt tại đây. TK enter, từ đây nè. Ra, xin lỗi, chọn nhầm rồi các bạn. Move, điểm đặt tại đây. TK này nha. Bắt đầu từ đây ra, xin lỗi có dòng nhầm hoài. Move, enter. Khuya quá rồi, thằng Lê 12 giờ 10 rồi nè. Còn thức chia sẻ cho các bạn, hai mắt mở hết lên, cứ bắt điểm nó bắt tùm lum hết. Cái chỗ trái chọn điểm đặt nè. TK, enter từ đây nè, rồi đúng rồi, ra 50, enter, enter, xong. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi nha các bạn. Hơn 12 giờ rồi, mình vẫn còn ngồi làm video để chia sẻ cho các bạn. Mình thích lắm, mỗi khi mà hướng dẫn lên rồi các bạn làm được, rồi các bạn có những cái nhận xét, những cái comment ở bên dưới á, các bạn có những cái gọi là mình có những cái đam mê, yêu thích, thì nó cũng kích thích thằng Lê làm những video tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Cho nên mình rất là cần những cái comment, những cái bình luận của các bạn ở bên dưới, những cái góp ý, đóng góp ý kiến của các bạn bên dưới để thằng Lê biết cái chiều hướng mà mình chia sẻ. Rồi video này mình vừa chỉ cho các bạn cái cách làm sao mình đưa một cái hình chưa đúng cái thước về đúng cái thước mình mong muốn, cụ thể những cái bức tranh CNC. Rồi các bạn xem thì các bạn ủng hộ thằng Lê bằng cách là các bạn đưa cái chia sẻ cái link này về trang Facebook cá nhân hoặc là lên bất kỳ một cái nền tảng mạng xã hội nào các bạn có thể chia sẻ được để cho mọi người cùng xem. Rồi các bạn nào chưa đăng ký kênh thằng Lê, các bạn click vào thằng Lê ở đây để bạn đăng ký, khi đó các bạn sẽ nhận được cái thông báo khi mình chia sẻ một cái video mới lên. Rồi rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo nha.